Chính phủ Afghanistan thả 55 tù nhân ở Bagram, tên từ Bagram. Việc thả 55 tù nhân ở trại giam Bagram hôm nay, cùng với quyết định vào tháng trước của Tổng thống Hamid Karzai thả 65 tù nhân gây tranh cãi, là một dấu hiệu cho thấy ông Karzai muốn khẳng định sự độc lập của mình đối với các nước Tây phương. Các nhà chức trách Afghanistan cho biết các tù nhân đã được thả vì họ đã bị bắt giữ mà không có đầy đủ bằng chứng. Ông Mohammed Enam đến từ tỉnh Nangarhar cho biết ông là một giáo viên và đã bị bắt giam 11 tháng ở Bagram mà không có bất kỳ bằng chứng nào, không có ai thẩm vấn ông ta, ông cũng đã không được đưa ra tòa xét xử. Các tranh cãi về các tù nhân là một trong một loạt các vấn đề đánh dấu sự xấu đi trong mối quan hệ giữa Afghanistan và các nước Tây phương. Tổng thống Karzai đã từ chối ký một hiệp ước an ninh để cho phép quân đội Hoa Kỳ ở lại Afghanistan sau thời hạn cuối năm nay. Ông nói rằng hiệp định này có thể chờ cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4.